Với gần 1 triệu sĩ tử tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018, kỳ thi năm nay đã ghi danh 11 thí sinh có điểm cao nhất là thủ khoa, á khoa của các khối. Thành công đó là kết quả của sự cố gắng học tập, tài năng của các em học sinh và cả sự giáo dục của các thầy cô giáo. Và hãy cùng Cuộc sống 24 giờ điểm qua những thí sinh có điểm số cao nhất kỳ thi này. Đề thi năm nay có tính phân hóa cao nên không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30 trên 30 điểm ở các khối. Các thí sinh đạt được 27 đến 29,75 ở các khối thi đã là những thí sinh thật sự giỏi. Thủ khoa khối A năm nay thuộc về thí sinh Vương Xuân Hoàng, Bắc Ninh với 9,8 môn toán, 9,5 môn lý và 9,75 điểm môn hóa học, tổng điểm 3 môn là 29,05. Ngoài ra, khối A còn có thí sinh Hoàng Đức Thuận, trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, Phú Thọ có điểm số khá cao với 10 điểm môn toán, vật lý 9,5 và hóa học 8,75. Thủ khoa khối B là thí sinh Lê Bá Hoàng cũng đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Kết quả từng môn trong tổ hợp toán hóa sinh của Hoàng lần lượt là 9,8, 10, 9,75. Thủ khoa khối C thuộc về Trần Ngọc Diệp, Sơn La với điểm số Văn đạt 9 điểm, Lịch sử 10 và Địa lý 8,25. Thí sinh này còn có điểm thi khối D với điểm 10 môn tiếng Anh. Thí sinh thủ khoa khối D là Nguyễn Việt Anh với điểm thi là Toán đạt 9,6, Văn được 9,75 và tiếng Anh đạt 9,6.